bởi vì mỗi các con ở đây mỗi đứa đều là con của thầy, đứa thì vậy đứa khác, thầy không có bỏ đứa nào, thầy phải thấy như vậy là thầy biết nó sẽ ở chỗ nào rồi, cho nên thầy cảnh giác mà thầy thương yêu, thầy phải trời giúp. Tại sao mấy con không được mà thầy kêu riêng một mình thầy, mấy con đến là tại vì mấy con còn tu được chưa có sao mà đúng. Còn bây giờ như từ phước như vậy thì phải thiên với thầy chứ không thể nào bỏ mình mà tu được. Già yếu sức nó yếu lắm rồi, mà nếu để như vậy thì nó nhất mà vậy thì nó là chân bình nó nữa, thương nó là còn khổ thôi. Đó là cái mà thầy rất thương yêu. Đối với thầy thì cái gì mà nó có những cái khó khăn mà thầy biết cái đó nó sẽ sinh ra cái tai hại cho cái người yêu đi đến cái chỗ nó sẽ nặng thì phải gần gũi thầy, chứ không phải là thầy sẽ bắt lần thầy rồi thầy sẽ dạy kỹ lưỡng để cho tu tập cho được rồi thầy mới cho về thất độ. Chứ còn chưa được coi chắc là thầy nhốt bên đó. Không biết bởi vậy mấy con tu yên chứ mấy con mà tu không yên là bởi vì mấy con thấy thầy cất một số nhà bên đó là thầy lôi qua, nếu mà đứa nào mà tu cắt là thầy lôi dần dần ra liền. Chứ không phải là bởi vì cái này nó khó lắm, chứ không phải nhiếp tâm mà an trú là một chuyện khó. Lơ mơ là cơ thể mấy con cố gắng quá mấy con nhiếp nó sẽ sinh bệnh. Cho nên vì vậy mà thầy biết cái người nào mà nhiếp được không được thầy biết, mà con nhiếp với cái sức của mấy con chưa có tạo đâu, không có tạo. Mà hễ mà có một cái gì mà thầy thấy sai nào mấy con sẽ đến gần bên này, không có xa thầy được đâu. À thầy ngọc cái thất của thầy đây thì cho cái thất bên đó ngồi tu đi, ở đây mà có cái gì thì qua mau, còn ở trong này thì vô không kịp. Hiểu không? Mà thầy ngồi đây mà có con ngồi cái thất ở chỗ kia thì lẽ ra cái thất của thầy ở đây thì cái thất con ở kia thì có gì thì các con cũng tu như vậy, mà thầy ở đây thầy kiểm tra thầy bước qua cái thầy chữa liền tức á nhanh chóng. Còn ở trong này thầy mà ở ngoài kia mà thầy vô tới đây mà thầy chắc chắn là thầy chạy chắc là hết thờ. Có gì thầy chạy hết thờ phải không? Không, nó bởi vì cái nó chỉ cần một tích tắc sai của người khác thôi, mà biết cái sai đó nếu mà chỉnh đúng thì người ta tiến tới, mà chỉnh sai mà để cho người ta kéo dài sai thì người ta thành bệnh. Nó chỉ một giây một tích tắc thôi, cho nên thầy thấy nó trục trặc là phải ở gần được bên này. Cho nên mấy con cứ nghĩ là khi mấy con luyện thần túc thầy đâu có để cho mấy con ở xa thầy đâu. Mấy con luyện bậy thần lực nó tầm bậy nó đẩy mấy con bay gãy giò gãy chân hết sao, không có chuyện dễ đâu. Bởi vì luyện thật sự mà cái nội lực của chúng ta mạnh lắm, không phải dễ. Cho nên luyện như thế nào để cho có nội lực nó hẳn hoài, mà luyện như thế nào để những cái lực, bởi vì trong khi chúng ta luyện như vậy là cái tâm chúng ta thật thanh tịnh rồi, nhưng mà luyện sai nó cũng có thể đưa đến những cái lực sai, không phải là không. Pháp thân là niệm, cho nên vì vậy mà nó rất là quan trọng, cho nó phải dễ. Nếu mà dễ thì từ xưa đến giờ ta chứng quả là hán hết rồi, nó còn biết thầy là cái người may mắn nhất ở trên cái thế gian này đó. Tự mình tu tự mình mà mình vượt qua những cái nghiệp của mình để mình đi vào cái con đường mà làm chủ được như thế này là cái thứ ghê gớm lắm. Chứ không phải thầy đã từng bao nhiêu đời tu tập của thầy gì nữa, cho đến hôm nay mà được như vậy là cái phước của chúng sanh rất lớn, có sự thể hiện của thầy. Chứ còn con khéo làm sao biết được con đường này. Các con thấy ai dạy được như thầy, từ cái pháp này cho đến pháp này để mà chúng ta làm chủ được sự sống chết, các con thấy có bao giờ kinh sách nào nói rõ như vậy? Các con cứ đọc hết kinh pháp đi, hết tạng kinh, các con thấy có cái tạng kinh Duyên Thủy nào nói rõ, có cái tạng kinh Đại Thừa nào nói rõ cái điều này không? Nói mờ mờ không có rõ ràng, chúng ta tu tới đó không biết đường đi, nó kẹt hết đó. Cho nên vì vậy mà hôm nay mấy con có đủ duyên trong cái số người trước mặt này nỗ lực tu rất là gian khổ. Thầy biết thầy tu bằng nước mắt, bằng công sức của thầy, bằng máu của thầy, ăn rau rừng mà sống để mà tu mà mấy con biết đâu có phải là chuyện dễ. Mấy con thấy bây giờ thầy nói thật sự, cái củ mì xong mấy con ăn thì không có cơm là nó giật mấy con liền ói mửa liền tất cả. Chứ đừng nói chi mà cái sao khi mà chúng ta chưa quen rồi, mấy con sẽ thấy nó làm cho mấy con mệt, cái cơ thể nó chưa có tiếp nhận được cái rau cỏ mà ăn không có cơm thì mấy con sẽ thấy nó chóng mặt, nó mệt, nó làm đủ loại tay chân, nó rũ liệt hết.
nó đâu phải dễ đâu mấy con, nó thiếu coi như nó không đủ chất của nó rồi. Vậy mà thầy chiến đấu với nó, mà thầy chịu đựng với thân, mà để cho nó quen, để mà nó trở lại bình thường, nó không đau không ốm, thì cả một vấn đề nó phải là chuyện dễ. Muốn mình muốn thành con bò không phải dễ đâu, thầy nói thật sự đó, mình muốn làm Phật còn dễ đó, chứ mà làm thành con bò ăn cỏ không phải dễ đâu, khó lắm chứ không phải dễ. Chứ thầy đã biết được cái sự hành hạ của cái cơ thể, khi từ cái này mà nó chuyển qua, từ cái thực phẩm này mà chuyển qua cái thực phẩm khác là cả dụng điều đó. Còn cái mà mình ăn cơm ăn này kia mà con chuyển qua ăn trái cây, từ ăn trái cây mới con chuyển qua ăn cơm thì nó dễ. Chứ từ cái ăn mà cơm của chúng ta, ăn cơm nấu của chúng ta rồi ăn trái cây thì con chuyển qua nó ăn cỏ, cả một vấn đề bệnh đau. Cũng như từ cái chỗ mà con biết, thầy nó từ cái chỗ ăn mà về khoai củ hay đủ hết rồi. Cái thân của chúng ta này, nó ăn cơm mà bây giờ đã ăn củ mì không thì không sống được. Thầy nói thật sự ăn củ mì nó ói, nó mửa nữa. Không mà cơm bỏ vô chút cho nó hết liền, làm như nó giả được cái chất độc của mình. Nó có cơm là nó hết liền, mà không cơm là tạp rồi. Ăn nó ba cái đó vô nó cứ nó mắc nhờn, nó ói, nó mửa, nó kỳ cục lắm. Ai có ăn cơm, ai có ăn củ mì thì mới biết, chứ còn không có ăn củ mì mà khoai lang nó đỡ hơn, củ lang đỡ ăn sống được, còn củ mì ăn sống được. Nó củ mì vậy chứ ăn sao mà củ lang sống được. Những năm mà giải phóng rồi thì đất nước chúng ta chỉ còn có ăn ba cái bo bo, thì ở đây thì thầy chỉ còn có trồng khoai lang thôi, để mà trồng khoai lang khoai mì thôi, với là gạo không có còn có. Ngặt nghèo đến mức độ đó mà thầy đã chế ra những cái sợi mì bằng khoai lang khoai mì rồi nấu lên mà cả xóm thầy cho ăn, chứ không phải riêng thầy đâu. Thầy tu vậy chứ mà thầy hoàn toàn thầy đem lại cái sự bình an cho bà con ở đây vui vốn cho người ta. Thì mấy con biết cho nên cũng khoai mì khoai lang rồi ăn rau ăn cải như thế nào, mà không ăn cơm sống cách thức đều hoàn toàn. Bây giờ mấy con mà muốn ăn ăn rau mà sống thì mấy con hỏi thầy, chứ mấy con lơ mơ mấy con nghe nói rồi mấy con ăn đi rồi mấy con thấy mấy con chỉ còn nước chết chứ đừng nói chuyện ăn cỏ được mà sống đâu, phải vậy không có đơn giản. Cách thức phải như thế nào thầy có những kinh nghiệm, bởi vì thầy đã đem cái thân của thầy làm cái thí nghiệm rồi, cái thí điểm của nó, cho nên thầy biết cách. Có như là bây giờ thầy tu rồi thầy biết cách thầy giải, cho nên mấy con phải đáng.